Hi, chào mừng mọi người đã đến với Apple News. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi đến cuối video để cập nhật những tin tức hot nhất nhé. Theo một thông tin thì các điện thoại đang chạy iOS 13 đều được Apple cho phép cập nhật lên iOS 14. Phiên bản hệ điều hành tiếp theo mà Apple sẽ cho ra mắt là iOS 14. Theo kế hoạch có thể thì sẽ được giới thiệu trong sự kiện WWDC 2020 diễn ra vào tháng 6 này. Sau đó sẽ chính thức ra mắt cùng với những chiếc iPhone 12 vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới đây. Hiện tại thì đã có một số tin đồn rò rỉ liên quan đến iOS 14. Trong đó có một thông tin khá thú vị từ nguồn tin The Verifier cho biết rằng tất cả các thiết bị đang chạy iOS 13 hiện tại đều sẽ được hỗ trợ để cập nhật lên iOS 14. Đây là một tin vui đối với những ai vẫn còn đang sử dụng chiếc iPhone cũ cách đây 4 đến 5 năm. Nếu nguồn tin này là đúng sự thật thì điều đó có nghĩa là Apple sẽ không bỏ rơi bất kỳ thiết bị cũ nào khi ra mắt phiên bản iOS tiếp theo. Những chiếc iPhone 6S, 6S Plus ra mắt vào năm 2015 và iPhone SE ra mắt vào năm 2016 vẫn sẽ có thể cập nhật lên iOS 14. Tuy nhiên, The Verifier cũng cho rằng iOS 14 sẽ là bản cập nhật cuối cùng của iPhone 6S và iPhone SE 2016. Nhưng ngay cả như vậy thì Apple cũng đã rất hào phóng đối với những chiếc iPhone cũ này. Một nguồn tin gần đây cho biết Apple đã đưa ra quyết định sẽ loại bỏ cổng Lightning trên chiếc iPad Air sắp tới đây và thay bằng cổng USB-C. Một bản tin từ website công nghệ Nhật Bản Mac Otakara cho biết rằng chiếc iPad Air thế hệ thứ tư của Apple sẽ loại bỏ kết nối Lightning, thay vào đó chuyển sang sử dụng kết nối USB-C. Trang tin này nói rằng thông tin họ có được xuất phát từ một nhà cung ứng Trung Quốc. Tin đồn cũng khẳng định rằng chiếc iPad Air mới sẽ chịu nhiều ảnh hưởng về mặt thiết kế từ chiếc iPad Pro, chính là chiếc iPad đầu tiên được Apple trang bị cổng USB-C. Đối với thiết kế thì iPad Pro có viền nhỏ hơn và tỷ lệ màn hình so với thân máy lớn hơn các mẫu iPad khác, nó còn chẳng có nút Home nữa. Do đó thì khi đối chiếu với thông tin của Mac Otakara, chúng ta có thể mường tượng được một chiếc iPad Air trông giống hệt với iPad Pro nhưng có kích thước nhỏ hơn và camera kém hơn. Một số người dùng iPhone vừa qua đã phàn nàn về tình trạng màn hình điện thoại của họ bị ngã xanh và không thể điều chỉnh lại như cũ. Tình trạng xảy ra phần lớn trên các mẫu iPhone 11, iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. Sau khi mở khóa thì màn hình máy sẽ bị ngã sang màu xanh lá, có thể thấy rõ khi đặt cạnh chiếc iPhone không bị lỗi. Thiết bị dính lỗi phổ biến là iPhone 11, một người dùng iPhone X cho biết cũng gặp lỗi này. Trong đa số trường hợp thì lỗi sẽ xảy ra ngay sau khi mở khóa hoặc khi cả ở chế độ tối và chế độ ban đêm được kích hoạt. Một thành viên của Reddit cũng đã nói rằng máy của họ gặp lỗi khi đặt độ sáng thấp. Theo 9to5Mac, màn hình trên máy sẽ bình thường sau khoảng vài giây nhưng vẫn có thể xảy ra lại khiến người dùng khó chịu. Hiện tại thì người dùng chỉ có cách sống chung với lỗi bởi không có giải pháp khắc phục nào. Một số suy đoán cho rằng đây là vấn đề của màn hình OLED trên iPhone 11 Pro. Song ngay cả iPhone 11 thường với màn hình LCD cũng bị màn hình ám xanh. Do đó khả năng lỗi này đến từ phần cứng là khá thấp. Những người khác nói lỗi này liên quan đến phần mềm bởi nó chỉ xảy ra sau khi cập nhật thiết bị lên iOS 13.4.1. iOS 13 được xem là phiên bản iOS nhiều lỗi nhất của Apple. Ngay sau khi mới phát hành thì Apple đã phải lần lượt tung ra nhiều bản cập nhật sửa lỗi. Dù đã ra mắt được 1 năm nhưng phiên bản iOS này vẫn thường xuyên bị người dùng phàn nàn, nhất là tình trạng hao pin không thể bật ứng dụng và khiến máy khởi động lại liên tục. Mới đây thì một trang tin đã đăng tải một concept iPhone 13 với phần thân trượt vô cùng độc đáo. Như bạn có thể thấy thì video concept iPhone 13 bắt đầu bằng cách hiển thị các nút bên cạnh màn hình. Nó từ từ tiến về phía sau nên bạn có thể thấy một thiết lập nhiều ống kính camera với máy quét lidar. Hơn nữa thì đèn flash LED nằm ngay giữa cụm camera này. Các cảnh xung quanh màn hình được làm tròn và hơi giống với dòng Galaxy Edge. Mặt trước của mẫu iPhone 13 trông khá giống bình thường cho đến khi thanh trượt được kéo ra để hiển thị màn hình phụ với menu cài đặt. Cơ chế trượt này hoạt động khá trơn tru và người dùng có thể sử dụng phần màn hình phụ bên dưới để gõ phím giống như các điện thoại Nokia trước đây. Những rò rỉ trước đây đã chỉ ra rằng iPhone 12 sẽ sở hữu vuông vức hơn thế hệ trước và concept iPhone 13 ngày hôm nay dường như đã lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế này. Trong tất cả khả năng thì màn hình trượt có thể cung cấp thêm không gian để hiển thị thêm các tùy chọn cài đặt hoặc nhường chỗ cho bàn phím QWERTY lớn hơn trên iPhone. Và trên đây là những tin tức hot nhất của số Apple News lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho Điện thoại VTV nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.